Tiếp theo chương trình là tiết mục hát múa của lớp 7A4 với tựa đề Cô tuyệt vời nhất. Người phụ nữ mà lớn chúng em có lẽ biết ơn vô cùng, có lúc em thấy cô đang phiền ưu, nghĩ cho em và mong mai sau sẽ nên người. Từ lúc cô bên cạnh em thấy cuộc sống tốt hơn nhiều, mặc dù nhiều khi em mắng lỗi sai làm cô thấy không vui lòng, và cô sao cô vẫn luôn là người thứ tha. Em cảm ơn trời đã ban em một cô giáo tuyệt vời, chỉ muốn bên cô và theo cô đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô. Và lý do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất, vì cô từng nâng bước em, luôn chia sẻ và lắng nghe. Em biết cả đời này em không gặp ai tốt hơn cô. Cảm ơn cô đã dạy em suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá. Em biết rằng em rất may mắn khi được cô ở bên dạy, muốn thấy nụ cười ở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là cô. Alo, sai làm cô thấy không vui lòng, và cô sao cô vẫn luôn là người thứ tha. Em cảm ơn trời đã ban em một cô giáo tuyệt vời, chỉ muốn bên cô và theo cô đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô. Và lý do em cho là cô luôn luôn tuyệt vời nhất, vì cô đã nâng bước em, luôn chia sẻ và lắng nghe. Em biết cả đời này em không gặp ai tốt hơn cô. Cảm ơn cô đã dạy em suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá. Em hiểu rằng em rất may mắn khi được cô ở bên dạy, muốn thấy nụ cười ở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Người tuyệt vời nhất là cô, chẳng ai khác ngoài cô. Wow.
môi, hạnh phúc chỉ thế thôi.